yêu cái đẹp thì làm mình em, chỉ yêu tay mềm chỉ không mềm yêu tham hồng hay làm nhân ai vì ta. Thế giới này một nửa chỉ em ta, hãy tự hào vươn xa và đi tới. Phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới tự tin tự trọng chung hầu đám chiều năm xưa. Phụ nữ Việt Nam cho rồi tái đơn góp sức xây dựng nước nhà tiên lên, nguyện vì lời dạy của bác khi xưa cho đời tiên vương anh hùng bất khuất sáng rỡ tên vàng. Phụ nữ Việt xây dựng